Chào mọi người, bây giờ chúng mình chuẩn bị đi chơi Vũng Tàu. Tivi hơi chói không thấy biển rồi. Đó, chuẩn bị đi biển nha. Mọi người chuẩn bị hết thư mặc bikini nha. Chuyến đi này có 3 người. Kết chi. Giờ có người đang cầm máy quay. Và Dạ Thiên Thư. Đây tụi mình sẽ ăn và bắt đầu đi thôi. Đi gọi đầu trước nha. Đúng, tại vì Thiên Thư hay màu mè nên chúng ta sẽ đi gọi đầu trước, sau đó chúng ta mới đi ra Vũng Tàu rồi tắm biển rồi lên gọi đầu lấy. Hello mọi người, giờ Thiên Thư đã đi gọi đầu rồi, cho nên mình sẽ là người cầm clip cho Thiên Thư nha. Và cuối cùng thì tụi mình đã đến Vũng Tàu rồi. Tụi mình đã đi lộn khách sạn. Hôm qua là mình đi lộn. Mà là cái ông bỏ mình xuống. Đúng rồi, ông lộn 169 và 170. 79 luôn. 179 luôn hả? Ờ. Và tụi mình đã đến phòng rồi các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn xem phòng của mình nha. Wow. Thì chỗ này tên là Beard Homestay. Ở bên đây là một cái không gian bếp màu đen để mình tụi mình có thể nấu nướng với nhau. Đây là bàn ăn nè. Bên đây là chỗ để mà tụi mình có thể coi Netflix và nghe nhạc. Rất là lý tưởng luôn đúng không các bạn? Ngoài đây thì có thêm hai cái ghế ngồi nữa. Ở bên trong đây là có thêm một phòng nữa là phòng ngủ. Rồi, rất là sang trọng luôn. Đây, thì chỗ này á có một cái ghế để mà mình có thể ngắm cảnh. Wow, lý tưởng cực kỳ luôn mọi người. Và bên trong kia là phòng tắm. Bây giờ thì tụi mình đang đi chợ để mua đồ. Thích ăn này hơn đúng không? Okay. Mẫn Thi đang dẫn mình đi mua phô mai. And có biết ăn này không ta? Biết. Chị không biết ăn thôi. Người ta thấy này. Gạo. Giờ mình và Hiên Thư sẽ đi lấy nước uống. Những lúc đi biển thì da của mình rất là dễ bị khô do thời tiết nắng mà. Với lại ngày mai là mình chuẩn bị tắm biển rồi, cho nên là ngoài bước cấp ẩm là thì mình còn mang theo cái máy trị liệu đặc biệt của Foreo UFO2 nữa. Và mặt nạ hoa hồng Bengari của Foreo. Em này thì mình thấy chị Dung có xài nữa. Và hôm bữa mình xài thử ok quá cho nên mình đã mua luôn. Cái này nó rất là vi diệu các bạn ơi. Mỗi lần dùng mặt nạ bình thường thì sẽ mất cỡ 20 phút, nhưng mà cái này á chỉ mất cỡ 2 phút thôi. Thì máy có tổng cộng là 8 chế độ đèn LED để mà trị liệu những cái vấn đề da y như trong spa người ta hay làm cho mình. Vậy đó các bạn, hôm nay mình cần làm sáng với lại đều màu da, cho nên mình sẽ chọn mình lấy màu xanh lá nha. Start. Wow. Lúc mà đưa máy lên nó thì da mình cảm nhận rõ là máy của mình đang ấm dần lên luôn các bạn. Sẽ giúp mình vừa thư giãn nè, sẽ thích lửa chân lông nè. Và nó còn giúp những cái tinh chất trong mặt nạ được thẩm thấu sâu hơn màu da nữa các bạn. Các bạn có thấy là da của mình được ẩm và bóng hơn so với lúc chưa đắp không? Rất là ok luôn các bạn ơi. Mình thấy từ ngày mà mình đầu tư cái máy UFO2 này á là siêu đáng đồng tiền bát gạo của mình luôn á. Bây giờ thì tụi mình đang nấu ăn. Wow. Hôm nay thì mình sẽ nấu mì với lại phô mai que. Tụi mình đang làm cho buổi tối nay thì mình phải soạn. Yeah, okay. Nó có lạnh ở trong không? Chưa chín mà đúng không? Ơi ngon mà. Chín chưa? Ngon. Không lạnh. Rồi phô mai bị đứng cứng quá hả? Để ghi lại. Đó. Chính xác. Bây giờ thì tụi mình đang livestream. Chào đi mọi người. Hello. Mình phải đi tắm tại vì cũng trễ lắm rồi các bạn. Đồ một mảnh. Ngày hôm nay mình với lại Thi sẽ khoác lại cái áo này để mà một hồi chụp hình. Tại vì hôm qua mình chưa có chụp hình các bạn. À, đây là buổi sáng ở Vũng Tàu vào lúc 6 giờ sáng, siêu mát và không khí rất là trong lành luôn. Thấy rất ít người luôn á.
sao sưng em sao sưng quá vậy. Tắm biển xong thì tụi mình đã lên ngủ một giấc rất là ngon các bạn. Và bây giờ thì tụi mình đã đặt đồ ăn sáng về. Tụi mình ăn bánh xèo. Ờ, cái này là gì vậy? Bánh khọt với lại bánh hỏi. Bánh bèo. Còn này là gỏi cuốn. Yeah, ăn thôi. Ăn này nhiều quá. Ừ, một phần hả? Có này nữa hả? Chị có đặt gỏi không? Tại vì gỏi toàn là tôm. Đây đúng rồi, đây còn ngon kìa. Chị nói này cũng có gì đúng không? Chị nãy cứng với bà ăn thì tôi cũng ăn. Chị cũng đúng ăn, nãy với bà. Tại vì ở khách sạn còn có hồ bơi nữa cho nên là bây giờ thì tụi mình sẽ đi bơi. Let's go. Sau khi mà tụi mình đã tắm hồ bơi xong thì bây giờ cũng là 7 giờ rồi các bạn. Và tụi mình đã đặt đồ ăn. Tối nay thì mình sẽ ăn sơ hào hải vị. Mỗi người sẽ là có 4 mùi. Còn bên đây là phô mai để mà tụi mình ăn kèm. Có há cảo nữa các bạn. Ăn nha, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Chú hát xong rồi sao em bỏ vô miệng nha. Ngon nha. Chứng quyền mình đặt thêm phần mình ăn được. Thôi được. Ăn nè, ăn chung nó cho nó vui. Thì chú không thích ăn cái này lắm nha. Muối tiêu xanh đó hả? Ừ, cái này ớt chuông. Ăn nha mọi người. Tùy lắm luôn á. Không có vị, vị đó đó. Cái vị á. Em thích mùi muối tiêu. Ngon à. Em thích mùi muối tiêu. Nó cay quá. Không có cay nhưng mà tiếp theo nha. Chị mọi người hơi bờ tỏi. Món hơi ngon quá. Em quên fry rồi. Tiếp theo sốt kem. Cái nãy mới là sốt kem. Sốt kem nè. Sốt kem. Cái nãy là phô mai. Cái này phô mai mà. Này sốt kem. Hello các bạn, và đây là buổi sáng thứ ba của mình. Thì hôm nay tụi mình là phải về lại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Mình thấy là cái 3 ngày trên này trôi rất là nhanh luôn á. Và cái chuyến này thì giống như là cái chuyến nghỉ dưỡng của mình vậy đó các bạn. Rất là chill ở nhà không ạ. Bây giờ bạn mình đang ở ngoài để mà nấu hết những cái đồ ăn mà bữa giờ tụi mình còn dư. Bây giờ mình sẽ ra xem đồ ăn mình tới đâu rồi nha. Hello. Rồi, thì hôm nay tụi mình còn mandu với lại phô mai quá chừng luôn nè. Gà nữa. Để miếng không? Được rồi đó. Nay vừa rồi đó. Đúng rồi, chị mớ quá trời luôn á. Ngủ trước tôi với thôi. Là mớ quá là mớ luôn chị. Điện thoại đâu ta? Đặt chị hài lòng tay ăn luôn. Gì vậy, đủ rồi. Dạ, đủ hả? Ừ, mình còn đi ăn buổi chiều nữa mà thấy. Tối quá, ghê rồi. Thì bây giờ mình đã sẵn rồi xong hết để mà đi về rồi. Công nhận là mình quay cái video này nó rất là dài luôn. Tại vì hôm qua mình quay bằng cái máy quay nhưng mà nó hết thẻ nhớ rồi, cho nên hôm nay mình phải quay bằng điện thoại. Thì bây giờ xe cũng đang trên đường qua đón tụi mình, cho nên là bây giờ thì mình sẽ về lại thành phố thôi. Video này cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like, share và subscribe cho Thuyên Hương các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại. Thuyên Hương love you.